Rồi Ma xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Hôm nay vừa lên giao lưu với quý cô chú anh chị mình là Mai Chiếc Thị Trung Nu nha cô chú anh chị. Đây, lô này mới về luôn nha. Đang được cái tuyệt lắc. Đây đem xây dòng của chú anh chị mình xem nha. Được hơn đế đẹp. Đế nhìn như đế có ship luôn. Thơm thành, một thành tính mất luôn. Tính phơm, đang cho hoa luôn nha cô chú anh chị. Thơm thành mình lắm. Đây, đế này. Đế đều đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cái sạch sẽ không cháy tụt không gì. Này gì cô chú anh chị sạch thêm hai miếng nha. Để tụi em nó làm sơ sơ ha. Đây phơm tàn này, dày phơm nha. Rất cool. Xương mình dưới đây. Đó, xương dầm rất là nhiều luôn nha. Đây gốc phôi xử lý lùng lực nha cô chú anh chị. Thần bầu ha. Rồi để em xây dài dòng nữa em báo thông số mã số 1 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 1 nha. Cái hoành gốc. Hoành gốc nó ở đây là 17. Gốc to hả? Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 18. Hết tay ngang. Hết tay ngang nó là 37 nha. Thì mã số 1 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 550k nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây bao ship luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 2 nha. Rồi em lên tiếp mã số 2 nha cô chú anh chị. Số 2 có lồ cây Mai Chiếc Thị Trung Nu luôn nha. Tức lắc. Cái lô này cái phơm tàn rất là dày nha cô chú anh chị. Sinh nhâm cái bích luôn. Nó toàn bộ là cây trực lắc hết luôn nha. Trực lắc có còn nói lên đàng hoàng. Thì cái bộ đế thì em đã khui sơ sơ rồi. Vì cô chú anh chị mình khui thêm xíu nữa ha. Đó. Em xây về dòng em sẽ báo thông số của mã số 2 nha. Cây phơm dày đang cho hoa luôn nha cô chú anh chị. Cây sâm mướp luôn nha. Đây cái vàng phơm tàn nữa đây. Cái gì mịn phơm ha. Xương mình dưới đây. Cốt to luôn. Nó xương dâm rất là nhiều nha. Cây là sữa hai nước dây nha cô chú anh chị. Rồi đem xây dài dòng nữa rồi em báo thông số của mã số 2 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số của mã số 2 nha. Cái hoành gốc nó ở đây. Hoành gốc nó ở đây là 15,5 tới 15 thôi nha. Hoành gốc là 15. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 22. Hết tán ngang của nó là 40 nha. Thì mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 3 nha. Rồi lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Cái này đường thân đẹp kìa. Đường thân rất là đẹp luôn nha. Cái này cũng là một cây trực lắc luôn nha cô chú anh chị. Đùi to về dòng cô chú anh chị mình xem nha. Đùi to luôn. Đùi to. Phơm tàn về phơm thì cái lô cây này nó đang đi phân hữu cơ nha cô chú anh chị. Mình thì nếu mà cô chú anh chị mình cũng muốn ép chậu thì chờ tầm cỡ 10 ngày nữa nha. 10 ngày nữa mới ép chậu được nha cô chú anh chị. Phơm tàn về phơm. Thật. Cái mức nhìn ta không thấy dưới được. Hoa lên rất là nhiều nha cô chú anh chị. Cái dạng phơm tàn nó đây. Đó, dày phơm, phơm tam giác. Đó, xương mình dưới đây. Cốt to ha. Đó. Xương dầm rất là nhiều nha cô chú anh chị. Rồi đem xây dài dòng nữa rồi báo thông số của mã số 3 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số của mã số 3 nha. Hoành gốc nó ở đây. Hoành gốc nó ở đây là 16. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 21. Hết tán ngang. Hết tán ngang nó là 37 nha. Thì mã số 3 này em giao lưu với chú anh chị mình là 550k nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 4 nha. Rồi em lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Tức lắc. Tức lắc lùng lực ha. Để em xây dòng của chú anh chị mình xem nha. Phơm tàn cũng dày phơm nha của chú anh chị. Đây, phơm tàn nha cô chú anh chị. Bệnh phơm ha.
sườn bên dưới đây, cốt cạnh khá to luôn nha. Đó, tôi xử lý rất là lùng nha cô chú anh chị. Thẹo cuốn mép rất là đẹp, thẹo cuốn mép rất là tốt luôn nha. Rồi em xây dài dòng nữa rồi báo thông số của mã số 4 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 4 nha. Đây, cái hoành gốc, cái hoành gốc nó ở đây là 16, chiều cao của cây, chiều cao của cây là 18, hết tan ngang, hết tan ngang của nó là 37 nha. Thì mã số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha, là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Cây này có chân cành một quá trời bự ra, chân cành rất là đẹp, cây lùng lực nha cô chú anh chị. Đế đẹp, đế đẹp. Để em xây dây dòng cô chú anh chị mình xem, rồi em sẽ báo thông số mã số 5 nha. Cây này xương dâm già, cây sạch sẽ, hẻo cuốn đẹp, không có chơi tụt không gì hết. Hoa đang lên rất là nhiều luôn nha. Em xây dây dòng rồi em sẽ báo thông số của mã số 5 nha cô chú anh chị. Đế đẹp nha cô chú anh chị, cái này gì mình xử lý thêm nha. Em mới xịt cho sơ sơ ha. Đây, cái phơm tàn đó đây, là mình phơm ha, xương bên dưới đây, xương sửa chi tiết, mình là sửa hai nước dây luôn nha cô chú anh chị. Rồi để em xây dài dòng nữa rồi em báo thông số của số 5 nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 5 nha. Cái hoành gốc nó đây, hoành gốc nó ở đây là 17, chiều cao của cây, chiều cao của cây là 18, hết tán ngang của nó là 44 nha. Thì mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha, là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 6 nha. Rồi em lên tiếp mã số 6 nha cô chú anh chị. Để như đế sóc rồi chạy. Để em xây dòng cô chú anh chị mình xem nha. Đế đẹp ha. À, đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Phơm cây cũng này, phơm cây tịch lắc, cầm 1, 2, 3, 4 đóng chữ. Hoa lên rất là nhiều luôn. Hoa lên ấy, cây già sạch sẽ, không trái tụ, không bi hết. Về chứ tỉa về chơi ha. Dây đã hần luôn rồi, bấm cái cốt to, bấm phần chân nó bấm hết, bấm từ từ là sạch kém luôn. Để em xây về dòng, để em sẽ báo thông số mã số 6 nha cô chú anh chị. Một tiền đế rất là đẹp nha. Cây tịch lắc luôn nha cô chú anh chị. Rồi, để em cho cô chú anh chị câu cái dàn phơm tàn đó nha. Đây, mịn phơm, hoa rất là nhiều nha cô chú anh chị. Sườn mình dưới đây đó, cốt cành to ha. Để em xây về dòng nữa em đây. Rồi, để em xây về dòng nữa em báo thông số mã số 6 nha cô chú anh chị. Cốt to kìa ha. Rồi, cốt to. Rồi, bây giờ em báo thông số của mã số 6 nha. Hoành gốc nó đây là 15.5 tới 15 thôi, hoành gốc là 15, chiều cao của cây, chiều cao của cây là 18, hết tán ngang của nó là 39 nha cô chú anh chị. Thì mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha, là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 7 nha. Rồi em lên tiếp mã số 7 nha cô chú anh chị. Cây tịch lắc tung nu da đen, đấy đẹp nha cô chú anh chị, quá trời bông luôn, đấy đẹp. Em xây về dòng em sẽ báo thông số mã số 7 nha. Phơm tàn dày phơm, hoa lên rất là nhiều nha cô chú anh chị. Lô này toàn bộ là cây tịch lắc luôn á. Rồi để bây giờ em cho cô chú anh chị mình coi cái dàn phơm tàn đó nha. Đây, cái phơm tàn đây. Đó. Mịn phơm, hoa lên rất là nhiều luôn nè. Xương mình dưới đây. Cốt to nha cô chú anh chị. Chị đăng ký lắm. Cái được thân, cái lô cây này tụi em lựa từng cây, cái được thân ra cây tịch lắc đẹp lắm. Rồi, để em xây dài dòng nữa em báo thông số của mã số 7 nha. Rồi, bây giờ em báo thông số của mã số 7 nha cô chú anh chị. Đây, cái hoành gốc, cái hoành gốc nó đây là 16, chiều cao của cây, chiều cao của cây là 22, hết tán ngang, hết tán ngang nó là 38 nha.
thì mã số 7 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha, là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 8 nha. Rồi em lên tiếp mã số 8 nha cô chú anh chị. Mã số 8 là một cái mai chiếu thủy trung ngôn luôn nha. Để em xây dài dòng cô chú anh chị mình xem nhé. Thì cốt cằm to nha cô chú anh chị. Phơm tàn nó mịn phơm nha. Đây. Cái này phơm tàn nữa này. Nó dày phơm ha. Quá là dày rồi. Sườn bên dưới này. Thì đâm to, thì đâm kỹ luôn. Sửa hai nước luôn nha. Rồi để em xây dài dòng nữa rồi em báo thông số mã số 8 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 8 nha. Hoành gốc nó đây. Hoành gốc nó dưới đây là 18. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 21. Hết tán ngang. Hết tán ngang nó là 42 nha. Thì mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha. 550k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 9 nha. Rồi em lên tiếp mã số 9 nha cô chú anh chị. Cái này đường hăng đẹp quá. Để em xây về dòng cô chú anh chị mình xem nha. Sẹo cây này cuốn rất là tốt luôn nha. Gốc nó bự quá là nó chưa cuốn hết thôi chứ nó cuốn tốt lắm. Phơm tàn nó mịn phơm ha. Thì để đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi để bây giờ em cho cô chú anh chị mình coi cái dạng phơm tàn đó nha. Đây, phơm tàn đây. Đó, dạng phơm ha. Xương bên dưới đây, còn cốt to nha cô chú anh chị. Cốt bự. Xương dầm rất là nhiều luôn nha. Rồi để em xây dài dòng nữa rồi em báo thông số của mã số 9 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số của mã số 9 nha. Đường hăng này quá trời đẹp. Đùi to cốt cắt giật hết ta. Hoành gốc nó ở đây. Gốc nó ở đây là 16,5 tới 16 thôi. Hoành gốc là 16. Chiều cao của cây là 21. Hết tán ngang của nó là 35 nha. Thì mã số 9 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha. Là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây là cũng chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 10 nha. Rồi em lên tiếp mã số 10 nha cô chú anh chị. Mã số 10 còn là một cái mai chiếu thủy trung nu nha. Đường hăng, coi cái đường hăng cong đẹp. Gốc to luôn nè. To. Dầm cũng to. Xương dầm kính mít luôn. Em xây về dầm, em sẽ báo thông số của mã số 10 nha cô chú anh chị. Gốc to lắm nha cô chú anh chị. Phơm tàn, cái dày phơm này ha. Đang lên hoa luôn. Đây, đem cho cô chú anh chị coi dạng phơm tàn đó nha. Đó, dày phơm nha. Quá tím mịn luôn. Xương bên dưới đây. Cái đằng kỹ. Cốt nè. Cành nóng chẳng lắm á. Rồi đem xây dài dòng nữa rồi em báo thông số mã số 10 nha cô chú anh chị. Hẹo nó cuốn đẹp lắm. Này tại cái gốc nó quá tà bự nên nó chưa cuốn hết nổi thôi. Nó cuốn rất là tốt nè. Cuốn rất là mạnh. Nhà vườn ta xử lý rất là kỹ nha cô chú anh chị. Rồi để bây giờ em báo thông số của mã số 10 nha. Hoành gốc nó ở đây. Hoành gốc nó ở đây là 18,5 tới 18 đây. Hoành gốc là 18. Chiều cao của cây là 22. Hết tán ngang nó là 41 nha. Thì mã số 10 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu bao ship luôn nha. Thì mã số 10 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu như quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều.